Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói với nhau về chủ đề phong thủy đối với âm trạch mộ phần, tầm quan trọng của phong thủy âm trạch đối với con cháu. Có nhiều người nói chết là hết, nhưng mà thực sự ông bà và chúng ta liên kết với nhau bằng xương cốt, hay nói khác hơn, cơ thể của chúng ta được cấu thành từ tinh cha và huyết mẹ, tức là do cha mẹ ban thành. Thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái theo phương Tây được định nghĩa là có cấu trúc cùng một hệ gen giống nhau, ADN, là tức là cùng hệ mã gen với nhau. Và như vậy thì tất cả những gì tác động đến cha mẹ đều ảnh hưởng đến con cái. Cha mẹ như thế nào, tính cách, chiều cao, tất cả nhiều thứ thì đều ảnh hưởng đến con cái. Và như vậy khi cha mẹ mất đi, chôn xuống một vùng đất, và nếu xương cốt của người ông bà hoặc cha mẹ ở vào một vùng đất có sinh khí tốt, tác động đến xương cốt đó, và con cháu đời sau cũng được tiếp tục hưởng được những cái nguồn năng lượng từ khu vực đất đó. Tại vì khi chúng ta giả sử như đây, một người nằm xuống phần này, và cái nguồn năng lượng dưới đất là một nguồn năng lượng tốt, thì con cháu cùng một hệ ADN hay còn gọi là DNA sẽ nhận được tín hiệu năng lượng truyền từ vùng đất có sinh khí này ảnh hưởng đến con cháu. Nếu như vùng đất này có sinh khí thì con cháu sẽ luôn cảm thấy thoải mái, có một cái sức khỏe tốt, có một đầu óc minh mẫn để ra những quyết định thành công trong học tập, làm việc, và người đó sẽ dễ dàng kiếm được tiền bạc hay là thành công. Nhưng ngược lại, nếu mà chôn ở vùng đất xấu, giả sử như khu vực này thường xuyên bị ngập nước, khu vực này xung quanh có sông hồ ô nhiễm, hay là những cái vùng đất xấu có sát khí, thì ngược lại con cháu cũng hay có những chuyện xấu về mặt sức khỏe, đầu óc không được sáng suốt, hay ra những quyết định sai lầm thì sẽ dẫn đến sức khỏe, tiền bạc hay mọi thứ không được may mắn liên tục. Bởi vậy cho nên việc chúng ta tìm được một vùng đất tốt, tính toán mọi thứ tốt, rất ảnh hưởng, rất quan trọng đối với phong thủy âm trạch để làm một quà tặng cho con cháu về sau. Làm sao để chúng ta tìm được vùng đất như thế này? Có một số nguyên tắc như sau. Thì ngày xưa chúng ta có câu là khẩu quyết là mèo mã và gà đồng. Những vùng đất nào khu vực gà sống được là khu vực đồng bằng, thì phù hợp với phong thủy dương trạch. Phong thủy dương trạch tức là nơi mà người sống có thể ở được, tức là khu vực xây dựng nhà cửa, văn phòng. Trong khi đó khu vực gò mã, những khu vực cao là khu vực dành cho âm trạch tốt hơn. Tức là người xưa ám chỉ rằng nếu chúng ta muốn xây dựng mộ phần cho ông bà tốt thì cần phải chôn ở vùng đất tương đối cao. Chứ nếu mà chôn ở vùng đất thấp như ruộng đồng, như là một số thao tác chúng ta đang sử dụng ngày nay ở dưới, chúng ta chôn ở vùng đất quá gần với lại đồng ruộng. Mục đích của chúng ta là muốn gần gũi ông bà để có thể thường xuyên bày tỏ lòng hiếu thảo, ra mộ dọn dẹp tất cả mọi thứ. Tuy nhiên những vùng đất đó không phù hợp để chôn mộ phần, bởi vì nước sẽ ngấm vào trong rất nhiều. Khi chúng ta đặt mộ ở khu vực ruộng thì vùng đất dưới đây là khá ẩm thấp, nước sẽ ngấm dần vào trong mộ, dẫn đến xương cốt của ông bà mọi thứ sẽ không được hưởng một cái luồng sinh khí tốt, mà là cái khí nó sẽ khá là xấu. Bởi vậy cho nên là chúng ta cần tránh chôn tại khu vực mà có khu vực nước nhiều ngấm. Ngoài ra thì chúng ta cần phải chú ý, nếu chôn ở khu vực đồi, gò hay trung du như một số hoa viên, nghĩa trang hiện nay là một cách làm tương đối tốt. Nhưng nếu chúng ta giả sử chúng ta đứng tại khu vực mộ, thì chúng ta đứng phía trước bia, giả sử như bia mộ đang nằm ở phía sau lưng, đang ở phía sau lưng chúng ta đứng phía trước bia mộ, hoặc đứng trước khu vực định chôn ông bà bố mẹ. Khu vực bên tay trái của chúng ta, khi chúng ta đứng trước bia mộ, vực bên tay trái là trong phong thủy được gọi là thanh long. Thanh long là chỉ về phía con trai trong nhà. Khu vực bên tay phải là bạch hổ. Bạch hổ thường ảnh hưởng đến con gái trong nhà.
Nếu như cả hai khu vực này, Thanh Long và Bạch Hổ đều cân bằng với nhau, thì con cháu trong nhà, con trai, con gái đều được ảnh hưởng tốt đẹp. Còn nếu như khu vực Thanh Long chúng ta không nhìn thấy, chỉ là đồng bằng, chỉ là khu vực thấp, hoặc là khu vực Bạch Hổ quá cao, thì con gái trong nhà sẽ rất là vượng về sức khỏe, về công việc, làm ăn, sự nghiệp, tất cả. Và ngược lại, nếu như khu vực Thanh Long, khu vực Thanh Long rất dài, rất là lớn, nhưng mà khu vực Bạch Hổ hoàn toàn không có, thì sẽ ảnh hưởng đến phần con trai nhiều hơn, và con gái trong nhà thường bị thua thiệt. Đó là hai yếu tố chúng ta để chọn lựa khu vực đất để làm một.